Phương rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay của mẹ chúc Phương nha. Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, nay Phương với mẹ Phương bảy tôm càng xanh nó dưới sông dính được 5 con nè cả nhà. Vừa mới trèo lên cây hai mẹ con thì hụt hái được trái dừa cứng cại xuống. Đi ra ngoài phía mà sau này nè, mình đốt lửa lên nè, mình hấp chứ dừa tươi, tôm càng xanh này hấp dừa tươi ngọt lắm đó cả nhà. Chọn trái dừa cứng cại nữa là ngon lắm. Diễm muối ớt kèm ra nữa nè. Ấy thì mấy miếng chanh nặng rồi nữa, nặng vô chua chua cho cả nhà dễ ăn. Giờ thì mời cả nhà cùng xem Phương với mẹ Phương mình hấp tôm càng xanh này với trái dừa nha. Giờ mình đốt lửa mình nướng trái dừa này nha cả nhà. Và cùng xem nha cả nhà. Dừa trước nha. Ngon quá. Trái dừa này nhiều nước lắm luôn đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ bỏ mấy con tôm vô nha. Thôi còn nhiều nước nữa mình uống nữa đây. Cô sẽ bỏ mấy con tôm vô đây nha. Chính rồi cả nhà ơi, bây giờ Phương gấp ra nha cả nhà. Ôi, wow, đỏ tươi luôn nè cả nhà. Thôi mình để lên đây nha. Ui, nóng quá. Thank you.
nhà ơi, tôm hấp nước dừa của hai mẹ con nó xong rồi nè cả nhà. Bây giờ nặn chanh vô trong muối này thưởng thức nha cả nhà. Lần nào làm bữa chiều cũng bị tối hết trơn á, trời nó hù luôn à. Rồi bữa nay ít con ái kêu hay mà. Cái này cũng đỡ đỡ. Nè chậm lên. Chua chua nè. Mình ăn chung với cà chua cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà nha cả nhà. Mời cả nhà nha cả nhà. Nãy con rứt cái nó xích cái đầu lên luôn rồi mẹ. Ăn cái đầu trước. Nhà trắng cho con. Béo. Ngọt quá cả nhà ơi. Ai mời cả nhà nha. Ăn bự đi. Lâu lắm luôn á hai mẹ con mới được ăn cơm á cả nhà. Ngọt. Đây mời cả nhà nha. Ngọt quá chừng ngọt luôn. Có thắng cái cạn xuống chút nữa. Còn thấy cơm bự hơn kìa. Là kia mẹ cháu mé. Cháu mé vô một bình ớt mé. Vô một bình con cái cạn bự hơn lần này. Nay thì Phương xin phép dừng video đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video. Cả nhà cho Phương xin một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.